Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin toàn cảnh quốc tế ngày hôm nay trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Bản tin cập nhật những tin tức thời sự mới và hấp dẫn về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, ngày 17 tháng 9, Tổng thống đắc cử Claudia Sheinbaum đã từ chối lời mời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới thăm quốc gia Đông Âu để hiểu hơn về những tác động của cuộc xung đột đang diễn ra tại đây. Phát biểu họp báo cùng ngày, bà Sheinbaum nêu rõ, căn cứ theo các nguyên tắc của Hiến pháp, chính sách đối ngoại Mexico không cho phép quốc gia này can thiệp vào vấn đề nội bộ các nước. Bà nói rằng nền tảng chính sách đối ngoại của chúng tôi là các nguyên tắc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột. Đây là chính sách của chúng tôi và sẽ luôn như vậy. Tổng thống đắc cử Mexico cũng thể hiện quan điểm coi trọng chính sách đối nội hơn đối ngoại, giống như Tổng thống sắp mãn nhiệm Andrés Manuel López Obrador. Ông Obrador chỉ ra nước ngoài 7 lần trong 6 năm cầm quyền, trong đó 5 lần tới Mỹ, 1 lần tới Trung Mỹ và 1 lần tới Nam Mỹ. Nhiệm vụ chính của bà Sheinbaum là điều hành Mexico, chỉ tham dự một số sự kiện quốc tế mà nước này coi trọng và sẽ không đi nhiều. Tuyên bố của Tổng thống đắc cử Sheinbaum đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine trả lời phỏng vấn tờ Nhật báo của Mexico, trong đó ông bày tỏ mong muốn Tổng thống Obrador đến thăm Ukraine. Ông Zelensky cũng gửi thông điệp tương tự tới bà Sheinbaum, đồng thời khẳng định sẽ cử một quan chức cấp cao tham dự lễ nhậm chức của nữ lãnh đạo, dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 10 tới, nếu chuyến thăm chính thức trên diễn ra. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tuyệt vọng cố gắng kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga, sử dụng cơ hội cuối cùng để cứu vãn quyền lực của mình. Nhưng hành động của ông đang làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Quan điểm này được Alexander Devan, chuyên gia trong lĩnh vực địa chính trị và giáo sư tại Viện Đào tạo Quản lý và Điều hành IPAG đưa ra. Trong bài viết của ông trên tạp chí Valerius Atules, ông lưu ý trước tiên về tình hình khó khăn mà quân đội Ukraine đang phải đối mặt, và tình hình này chỉ trở nên tồi tệ hơn sau cuộc xâm lược vào khu vực Kursk. Ông chỉ ra rằng cứ mỗi 10 quân nhân thuộc các lực lượng vũ trang Ukraine thì có một người bị cáo buộc đào ngũ và 800.000 người Ukraine phản đối việc gia nhập quân đội, cho thấy nguồn lực và tinh thần của Kiev đang bị cạn kiệt. Devan cũng chỉ ra việc dần dần từ bỏ các vị trí của quân Ukraine. Điều này đe dọa sụp đổ toàn bộ hệ thống phòng thủ của các lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass và các khu vực phía nam của đất nước. Vì chuyên gia viết, đối mặt với thực tế này, Zelensky đang chơi con bài cuối cùng mà ông còn lại. Ông đang cố gắng trực tiếp kéo NATO vào cuộc xung đột bằng cách buộc liên minh phải đưa quân đến. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg mới đây đã lên tiếng bác bỏ khả năng đối đầu trực diện với Nga trong bối cảnh phương Tây đang cân nhắc bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Động thái có thể gia tăng đối đầu giữa Nga và phương Tây, buộc Nga điều chỉnh chiến lược phòng thủ, thậm chí là học thuyết hạt nhân. Trả lời phỏng vấn tạp chí Chính sách Đối ngoại của Mỹ, ông Stoltenberg khẳng định NATO sẽ không trở thành một bên trong cuộc xung đột tại Ukraine, ngay cả khi các quốc gia thành viên cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Ông cũng cho biết thêm rằng NATO đang theo dõi chặt chẽ những gì Nga đang thực hiện trong thế trận hạt nhân của mình. Cùng ngày, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nhấn mạnh lập trường trước đó của Tổng thống Vladimir Putin rằng các nước NATO hiện không chỉ thảo luận về việc có nên cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây sản xuất, mà về cơ bản là quyết định xem có nên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine hay không. Ông Nebenzia đồng thời cảnh báo, Nga sẽ đưa ra quyết định dựa trên các mối đe dọa đối với quốc gia. Diễn biến tiềm tàng này có thể thay đổi căn bản mối quan hệ giữa Nga và phương Tây. Nếu quyết định dỡ bỏ lệnh hạn chế vũ khí thực sự được đưa ra hoặc sẽ được đưa ra, điều đó có nghĩa là từ thời điểm đó, các nước NATO sẽ bắt đầu chiến tranh trực tiếp với Nga. Trong trường hợp này, như các bạn, chúng tôi sẽ phải đưa ra các quyết định có liên quan với tất cả những hậu quả mà những nước phương Tây sẽ phải gánh chịu. Việc sử dụng các loại vũ khí như vậy chỉ có thể thực hiện được nếu bạn có quyền truy cập vào dữ liệu tình báo từ vệ tinh của Mỹ và EU, điều mà Ukraine không thể làm được. Trung Quốc đã áp đặt các quy định kiểm soát 2 năm đối với việc xuất khẩu máy bay không người lái dân dụng và thiết bị liên quan vào năm ngoái, sau khi nhận được cáo buộc rằng cả Ukraine và Nga đều đang vũ khí hóa các sản phẩm của Trung Quốc. Họ điều chỉnh thêm các quy định này vào tháng 7, với các hạn chế mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Zelensky dường như đã chỉ trích các biện pháp này, mặc dù không nêu đích danh Trung Quốc. Ông viết, một số quốc gia lớn nhất xuất khẩu các linh kiện máy bay không người lái đang áp đặt các hạn chế xuất khẩu. Chúng tôi biết phải làm gì để những hạn chế này không ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng tôi. Năm ngoái, cả Nga và Ukraine đều được cho là đã điều chỉnh các chuỗi cung ứng để tiếp tục luồng linh kiện máy bay không người lái Trung Quốc qua các bên trung gian. Có lo ngại ở Kiev rằng việc điều chỉnh mới nhất sẽ gây ra sự gián đoạn thêm, làm cho quá trình mua sắm trở nên kéo dài và đắt đỏ hơn.
Các quan chức Ukraine cho biết họ đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc sản xuất vũ khí nội địa, đặc biệt là máy bay không người lái. Tuy nhiên, đất nước vẫn phụ thuộc nặng nề vào các linh kiện từ nước ngoài, bao gồm cả từ Trung Quốc. Cập nhật tình hình căng thẳng tại Ukraine. Như đã cập nhật trong các bản tin trước, phương Tây đang lo lắng trước nguy cơ chính quyền ông Zelensky bị đảo chính quân sự ngay tại Kiev bởi lực lượng vũ trang. Nỗi lo này ngày càng có cơ sở khi Robert Brody, chỉ huy một biệt đội lính Ukraine, tuyên bố sẽ cùng đồng đội của mình, những binh lính Ukraine chuyên nghiệp, nổi dậy lật đổ chính quyền ông Zelensky để báo thù cho nửa triệu quân nhân Ukraine đã ngã xuống vô ích vì lý tưởng phát xít của nhà cầm quyền. Một trong những người lính Ukraine được phỏng vấn cho biết sẽ có một cuộc đảo chính. Một người lính Ukraine khác so sánh cách vận hành quân đội của ông Zelensky là một thảm họa. Chính Tổng thống Ukraine đã ép binh lính đến đường cùng nên họ sẽ phản kháng lại. Tuy nhiên, theo sĩ quan lực lượng đặc biệt Bekrut, Dmitry Sobina, một cuộc đảo chính ở Ukraine sẽ chỉ diễn ra nếu các đồng minh phương Tây của Ukraine muốn điều đó. Cái gọi là Maidan thứ ba chỉ có thể xảy ra nếu các nhà quản lý phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, muốn thay thế ông Zelensky bằng một nhà lãnh đạo bản địa khác, như ở Somalia hoặc các quốc gia kỳ lạ khác, khiến điều này có vẻ giống như một cuộc đảo chính. Nhưng tôi nghĩ, ngay cả trong trường hợp này, chính sách của Ukraine cũng sẽ không thay đổi đáng kể, chỉ khi theo hướng chủ nghĩa cực đoan hơn nữa. Các nhà báo của tờ Moskovsky Komsomolets đã nói chuyện với cư dân bản địa Odessa. Nhiều người trong số họ đã buộc phải rời khỏi thành phố này do bị đàn áp và hoạt động gia tăng của các cơ quan đặc biệt Ukraine. Theo cô Valentina Vasilevna, người gốc Odessa, khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, có khá nhiều người trong thành phố ủng hộ chế độ Kiev. Tuy nhiên, với việc huy động tổng lực, nhiều cư dân Odessa bị bắt ngay trên đường phố. Nền kinh tế sụp đổ và sự giám sát liên tục đã dẫn đến việc Odessa trở thành một trong những nơi đầu tiên ở Ukraine nổi dậy chống lại chính quyền Kiev. Cô Vasilevna cho biết, người dân Odessa đang phản kháng vì họ hiểu rằng lịch sử của mình đang bị phá hủy ngay trước mắt. Họ đã nhận được tối hậu thư, hoặc bạn sẽ là nô lệ, hoặc chúng tôi sẽ tiêu diệt bạn. Mọi hy vọng chỉ còn lại ở Putin. Người phụ nữ này hiện cũng đã rời căn hộ của mình trong thành phố và chuyển đến nơi khác sinh sống. Vasilevna nhấn mạnh rằng người dân không thể chịu đựng được những hành động tùy tiện của chính quyền Kiev nữa và đã công khai xuống đường biểu tình. Họ cũng đã xem trên Internet cuộc phỏng vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin và hiểu rằng chỉ có ông mới có thể đưa Odessa trở lại cội nguồn lịch sử và văn hóa của nó, nơi đã bị những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine phá hủy trong nhiều năm. Vào ngày 17 tháng 9, một vụ bê bối đã xảy ra liên quan đến việc thị trường Odessa của Ukraine. Ông Gennady Trukhanov có thể sở hữu hộ chiếu mang quốc tịch Nga. Bản sao các hộ chiếu đã được blogger đồng thời là nhà hoạt động Sergei Stenenko đăng lên mạng xã hội. Nếu thông tin này là thật, thị trường Trukhanov sẽ phải đối mặt với bản án hình sự. Blogger Stenenko viết trên kênh Telegram của mình rằng thị trường Odessa Gennady Trukhanov thực sự có quốc tịch Nga và có lẽ ông ta đã nộp đơn xin thẻ ngân hàng Nga để đề phòng xung đột quân sự. Điều này được chứng minh bằng thông tin thu được từ cơ sở dữ liệu bị rò rỉ của Nga. Các thông tin về số series, số hộ chiếu, số đăng ký và ngày cấp cũng trùng khớp với thông tin được các nhà báo Ukraine công bố trước đó. Phản ứng trước vụ việc trên, thị trưởng Odessa Trukhanov cho biết những lời đồn như vậy không có gì mới và ông đảm bảo rằng mình không có hộ chiếu Nga. Vị thị trưởng viết trên kênh Telegram của mình rằng câu chuyện về quốc tịch Nga của tôi kéo dài từ năm 2014, khi tôi lần đầu tự ứng cử vào vị trí thị trưởng Odessa. Mọi chuyện đã khởi đầu từ hơn 10 năm trước. Trong khoảng thời gian này, một số bản quét, ảnh và đoạn trích dẫn về hộ chiếu sẽ xuất hiện. Tất cả các cơ quan thực thi pháp luật liên quan đã nhiều lần đưa ra câu trả lời chính thức rằng tôi không có quốc tịch Nga. Vào tháng 1, lãnh đạo chế độ Kiev Volodymyr Zelensky đã khởi xướng dự luật chống lại những người có quyền công dân Nga. Theo tài liệu, việc tự nguyện nhận hộ chiếu Nga sẽ trở thành cơ sở để tước quyền công dân Ukraine. Theo Trianovosti, quân đội Nga ngày 17 tháng 9 đã tiến vào kiểm soát thị trấn Ukrainsk ở vùng Donetsk. Hãng tin này cũng đăng tải hình ảnh các binh sĩ Nga cắm cờ ở một số vị trí ở phía tây của thị trấn. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này, và việc kiểm soát Ukrainsk cũng không nhắc đến trong báo cáo chiến sự hàng ngày. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của nước này đã tiến tới gần Ukrainsk và đẩy lùi quân Ukraine khỏi nhiều vị trí. Ukrainsk là thị trấn có dân số khoảng 10.500 người trước khi xung đột nổ ra, nằm cách ngã ba đường sắt Sukurika khoảng 4 km. Ngã ba Sukurika là tuyến đường hậu cần chiến lược giúp Kiev đưa lực lượng và tiếp tế từ phía Tây đến vùng Donetsk. Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, nước này đã đẩy lùi 8 cuộc phản công của Ukraine trong khu vực. Kiev mất tới 475 binh sĩ, cũng như nhiều khí tài trong các cuộc giao tranh ở khu vực này của mặt trận trong 24 giờ qua.
Ukrainsk và thị trấn Selidove gần đó đã trở thành vùng chiến sự giao tranh ác liệt giữa hai bên trong thời gian gần đây. Lực lượng Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở phía tây thành phố Avdiivka kể từ đầu năm đến nay. Cùng với việc kiểm soát thị trấn Ukrainsk, quân đội Nga ngày càng tiến gần hơn đến cứ điểm hậu cần chiến lược của Ukraine ở thành phố Pokrovsk. Trong một tuyên bố vào sáng 17 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận cuộc tấn công của máy bay không người lái UAV Ukraine, cho biết lực lượng phòng không địa phương đã bắn hạ 9 UAV của Ukraine đang tìm cách tấn công sân bay quân sự Angen 1 ở vùng ngoại ô phía đông nam của thành phố cảng Saratov. Thông báo chính thức của Điện Kremlin cho biết không có thương vong hay thiệt hại nào sau vụ tấn công. Video trên mạng xã hội đã định vị khu vực bị tấn công tại trung tâm thành phố Saratov, cách các địa điểm phóng UAV gần nhất của Ukraine khoảng 750 km. Video cho thấy hình ảnh các vụ nổ và ngọn lửa bốc lên từ khu vực gần căn cứ không quân, các tia lửa phòng không trên trời cùng âm thanh của pháo và súng máy hạng nặng khai hỏa. Một số blogger của Ukraine cho rằng cuộc tấn công hôm 17 tháng 9 nhắm mục tiêu vào các loại đạn dược mới được chuyển đến sân bay Angen 1, sau đó được Nga sử dụng để phóng vào Ukraine. Cập nhật về tình hình cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một video cho thấy các lực lượng nước này phá hủy một xe tăng của Ukraine ở khu vực Kursk, miền Tây nước Nga. Quân đội Nga cho biết chiếc xe tăng được cất giấu trong một khu rừng rậm và trang bị lưới chống máy bay không người lái. Ngay khi phát hiện mục tiêu, Nga đã sử dụng vũ khí dẫn đường tập kích và phá hủy phương tiện của Ukraine. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy vũ khí này đã lao thẳng vào xe tăng, khiến kho đạn dược của chiếc xe phát nổ và gây ra đám cháy lớn. Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga không nêu rõ đã sử dụng loại vũ khí nào để phá hủy xe tăng, nhưng một số nhà quan sát cho rằng phương tiện có khả năng đã bị tấn công bằng máy bay không người lái tầm trung Orion có độ bền cao. UAV này dường như đã triển khai một tên lửa dẫn đường bằng laser KH-BPLA bắn trúng vào phía sau tháp phá của xe tăng. Nga được cho là đã triển khai tích cực UAV Orion chống lại lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk. Mặc dù máy bay không người lái tầm trung được cả hai bên sử dụng rộng rãi vào đầu cuộc xung đột, nhưng sau đó chúng hoạt động kém hiệu quả vì Nga và Ukraine đã bao phủ tiền tuyến bằng các hệ thống cảnh báo sớm và các hệ thống phòng không khác nhau. Phương Tây vẫn từ chối cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa như MGM-140 ATACMS hay Storm Shadow Sclab chống lại các mục tiêu trên đất Nga. Nếu điều này mang lại cho Moscow cơ hội vàng để thực hiện bước đi chiến thuật, đó là di tản các loại khí tài giá trị khỏi tầm bắn của đối phương. Cần nhắc lại, cuộc gặp mới đây giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer kéo dài 2 giờ mang lại rất nhiều hy vọng cho Ukraine. Kiev rất mong đợi cuộc họp kết thúc với sự cho phép được chờ đợi từ lâu, đó là tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí của phương Tây và sâu trong lãnh thổ Nga. Tuy vậy, hội đàm giữa Washington và London kết thúc chỉ bằng tuyên bố chung chung. Trước diễn biến trên, Ukraine rất thất vọng, bởi cuối cùng họ vẫn chỉ được dùng máy bay không người lái và tên lửa sản xuất trong nước. Giới quan sát đã phân tích việc các đồng minh chần chừ cấp phép cho Ukraine sử dụng không hạn chế đối với tên lửa Storm Shadow và ATACMS. Theo đó, hiện tên lửa tầm xa của phương Tây đã bị vô hiệu hóa bởi vì máy bay chiến đấu từ các sân bay Nga đã kịp di chuyển ra ngoài tầm bắn của Storm Shadow và ATACMS. Theo các chuyên gia phương Tây, giờ có ít mục tiêu tiềm năng hơn trong tầm bắn. Chuyên gia quân sự Michael Kaufman, người điều hành kênh Russia Contingency nhận xét, quyết định cho phép Kiev bắn tên lửa của phương Tây vượt sâu trong lãnh thổ Nga mất nhiều thời gian đến mức, tại thời điểm có thể thực hiện, sẽ không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa. Thực tế trên có thể xuất phát từ việc phương Tây lo ngại về hành động trả đũa từ Nga, thậm chí họ cố tình để cho Nga có thời gian rút đi các khí tài quý giá. Những tháng gần đây, viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đã thu hẹp lại khi kho dự trữ vũ khí và thiết bị mà Washington dành riêng cho Ukraine dần cạn kiệt. Lầu Năm Góc hồi tháng 4 thông báo gửi vũ khí và thiết bị trị giá 1 tỷ đô la Mỹ trực tiếp từ kho dự trữ cho Kiev sau khi Quốc hội Mỹ thông qua gói tài trợ bổ sung cho Ukraine. Tuy nhiên, kể từ đó, giá trị của mỗi gói viện trợ quân sự cho Ukraine nhỏ hơn đáng kể, không có gói nào vượt quá 400 triệu đô la Mỹ và hầu hết trong khoảng 125 triệu đến 250 triệu đô la Mỹ. Trên thực tế, chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn còn 6 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ trang bị cho Ukraine, nhưng Lầu Năm Góc lại thiếu trang thiết bị sẵn có để cung cấp sau hơn 2 năm xung đột. Một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết vấn đề nằm ở nguồn dự trữ mà Washington đang có. Những gì Ukraine yêu cầu và làm thế nào để Mỹ có thể đáp ứng những yêu cầu đó mà không ảnh hưởng gì đến sự sẵn sàng của quân đội nước này. Một quan chức Mỹ khác lưu ý, chính quyền không thể rút nguồn cung từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng trong 4 tháng đầu năm vì sự chậm trễ của Quốc hội trong việc phê duyệt viện trợ bổ sung cho Ukraine. Theo quan chức này, Mỹ đang cố gắng không gửi cho Kiev quá nhiều cùng một lúc.
Các nguồn tin từ Syria mới đây đã cáo buộc các giảng viên Ukraine đã đến Idlib để đào tạo những kẻ khủng bố chế tạo máy bay không người lái. Một nguồn tin Syria nói với Sputnik rằng một nhóm gồm 250 giảng viên của quân đội Ukraine đã đến tỉnh Idlib ở miền bắc Syria để đào tạo các chiến binh từ nhóm khủng bố Hayat Tahrir Ansam (HTS) về sản xuất và hiện đại hóa máy bay không người lái UAV. Nguồn tin này cho biết thêm, nhóm quan chức tình báo Ukraine đã đến Idlib nhiều lần cách đây hơn một tháng để phối hợp và lập kế hoạch tấn công lực lượng Nga. Người Ukraine và người Mỹ đang chuyển giao các trận chiến từ Kiev sang Damas để mở ra một mặt trận mới chống lại lực lượng Nga tại Syria. Trong khi đó, tờ báo Syria Al-Watan đưa tin rằng người đứng đầu các cơ quan tình báo Ukraine, Kirill Budanov, đã liên tục liên lạc với người đứng đầu nhóm Hayat Tahrir Ansam nhằm cố gắng tuyển mộ các chiến binh để gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine. Theo Trianovosti ngày 17 tháng 9, Hạ viện Quốc hội Pháp đã xem xét nghị quyết luận tội Tổng thống Emmanuel Macron do Đảng Cánh tả nước Pháp bất khuất đưa ra. Đảng nước Pháp bất khuất đưa ra sáng kiến này sau khi nhà lãnh đạo Pháp loại trừ sự tham gia của phe cánh tả và chính phủ đang được thành lập, bất chấp chiến thắng của liên minh của họ trong cuộc bầu cử quốc hội. Đề xuất này được đưa ra theo Điều 68 của Hiến pháp Pháp, trong đó quy định khả năng phế truất Tổng thống nếu ông vi phạm nghĩa vụ của mình. Nghị quyết của Đảng nước Pháp bất khuất được ủng hộ bởi 81 đại biểu từ khối cánh tả mặt trận bình dân, trong đó 72 người là nghị sĩ của Đảng nước Pháp bất khuất, cũng như Đảng Xanh và một số đại biểu khác thuộc nhóm Dân chủ cánh tả và Đảng Cộng hòa. Văn phòng cơ quan cao nhất của Hạ viện, trong đó 12 trong số 22 thành viên là đại diện của cánh tả, phải quyết định về khả năng chấp nhận nghị quyết. Thêm vào đó, Đảng Xã hội từ chối ủng hộ sáng kiến của Đảng nước Pháp bất khuất. Cựu Tổng thống Pháp François Hollande cũng như lãnh đạo Đảng Xanh đã công khai lên tiếng phản đối. Nếu nghị quyết luận tội này được thông qua, văn bản đó phải được sự chấp thuận của Ủy ban lập pháp gồm 73 đại biểu, trong đó cánh tả chỉ giữ 24 ghế. Sau đó 2/3 số quốc hội tương ứng với 385 đại biểu phải bỏ phiếu tán thành trong vòng 2 tuần. Giai đoạn cuối cùng cũng phải được hoàn thành ở Thượng viện, nơi cánh tả không chiếm đa số. Politico đưa tin kể từ đầu năm 2024, các nước phương Tây đã chi 2 tỷ đô la Mỹ mua sản phẩm dầu Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất từ dầu Nga. Điều đáng chú ý là lượng nhiên liệu mà các nhà máy lọc dầu của Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng dầu của Nga cung cấp cho phương Tây ngày càng tăng. Một trong những nhà máy lọc dầu của Thổ Nhĩ Kỳ, Star Engine, phụ thuộc 98% vào dầu của Moscow, với khoảng 73% nguồn cung đến từ tập đoàn năng lượng Nga Lukoil, công ty mà Mỹ đã trừng phạt. Tuy nhiên, trung bình gần 9 trên 10 thùng dầu từ nhà máy lọc dầu Thổ Nhĩ Kỳ được gửi đến các đồng minh phương Tây của Washington. Việc Nga xuất khẩu dầu sang một quốc gia thứ ba để thực hiện quy trình lọc dầu và sản xuất nhiên liệu là một trong những cách mà Moscow lách lệnh trừng phạt. Việc các sản phẩm từ dầu Nga ở một nước thứ ba không bị coi là bất hợp pháp. Theo Politico, các bên đều rõ về lỗ hổng trong lệnh trừng phạt này và Ukraine nhiều lần kêu gọi các biện pháp nhằm giúp lệnh cấm vận hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ được Nga giảm giá dầu từ 5 đến 20 đô la Mỹ mỗi thùng so với dầu Brent. Năm ngoái, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lượng mua hàng lên 34% và trong nửa đầu năm 2024 là 70%. Nhờ giá đầu vào thấp, các nhà máy lọc dầu của Thổ Nhĩ Kỳ bán các sản phẩm dầu mỏ với mức chiết khấu 10% so với các sản phẩm được sản xuất tại các nơi khác như Ả Rập Xê Út. Liên quan đến cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng nếu ông đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, Washington sẽ hòa thuận với Nga và Trung Quốc. Theo Sputnik News, ngày 16 tháng 9, trên mạng xã hội X, ông Donald Trump tuyên bố: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ hòa thuận tốt với Nga và Trung Quốc. Tôi muốn Nga hòa giải với Ukraine." Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng còn quá sớm để đánh giá sự sẵn sàng của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành người hòa giải trong việc giải quyết xung đột Ukraine, cần phải đợi đến khi kết thúc cuộc bầu cử. Liên quan đến cuộc bầu cử vào tháng 11, một cuộc thăm dò nhanh của kênh truyền hình CNN cho thấy 63% số người theo dõi cho rằng bà Kamala Harris đã giành phần thắng trong vòng đối đầu hôm 10 tháng 9, so với 37% đánh giá cựu Tổng thống Trump đã giành thế thượng phong. Nhiều cuộc thăm dò được công bố ngày 10 tháng 9 cho thấy bà Harris đang nới rộng khoảng cách dẫn trước ông Trump trên toàn quốc. Ngược lại, cựu Tổng thống Trump cũng trích dẫn nhiều cuộc thăm dò trên mạng xã hội trong cuộc phỏng vấn vào sáng 11 tháng 9, cho thấy ông có kết quả tốt hơn Phó Tổng thống Harris, trong đó có cuộc thăm dò do C-SPAN đăng tải. Ông Trump cũng tuyên bố ông sẽ không tham gia thêm cuộc tranh luận nào với Phó Tổng thống Kamala Harris, qua đó dập tắt khả năng có cuộc tranh luận thứ hai giữa hai ứng cử viên Tổng thống trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Trên mạng xã hội Truth Social của mình, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa khẳng định sẽ không có cuộc tranh luận thứ ba. Cựu Tổng thống Trump còn nhấn mạnh rằng các cuộc thăm dò cho thấy rõ ràng ông đã thắng trong cuộc tranh luận với bà Harris.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã có lời phát biểu ám chỉ việc bản thân trở thành mục tiêu của âm mưu ám sát là do nhiệm kỳ có sức ảnh hưởng của ông. Bạn biết đấy, chỉ những tổng thống có sức ảnh hưởng mới bị bắn. Ông Trump tuyên bố trong sự kiện tiếp xúc cử tri tại thành phố Flint, bang Michigan ngày 17 tháng 9. Tranh cử tổng thống là một công việc nguy hiểm. Ông Trump nói với người điều phối chương trình, thống đốc bang Arkansas, bà Sarah Sanders. Về phần mình, bà Sanders nói, Chúa vẫn chưa xong việc với cựu tổng thống Trump. Ông ấy là người cứng rắn nhất mà tôi biết và là chiến binh mà đất nước chúng ta đang rất cần lúc này. Ông Trump cho biết bản thân cũng đã có cuộc điện thoại với Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris sau âm mưu ám sát. Phong trào Hezbollah ở Liban ngày 17 tháng 9 lên án vụ kích nổ hàng loạt máy nhắn tin khiến hàng nghìn người thương vong, trong đó chủ yếu là thành viên của lực lượng này. Hezbollah cũng tuyên bố sẽ trừng phạt thích đáng thế lực đứng sau vụ tấn công. Một quan chức của Hezbollah mô tả đây là một vụ vi phạm an ninh lớn nhất đối với lực lượng này kể từ khi căng thẳng với Israel leo thang một năm trở lại đây. Hezbollah nghi ngờ cơ quan tình báo Mossad của Israel đứng sau vụ tấn công, tuy nhiên Israel hiện chưa bình luận về cáo buộc này. Trước đó, AFP dẫn nguồn thạo tin cho hay hàng trăm thành viên của Hezbollah đã bị thương do máy nhắn tin phát nổ cùng lúc vào cuối giờ chiều ngày 17 tháng 9 tại các cứ điểm của nhóm ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban và thung lũng Beka ở phía đông. Vụ nổ khiến tâm lý hoang mang bao trùm Liban. Theo Bộ Y tế Liban, tính đến cuối ngày 17 tháng 9, ít nhất 9 người thiệt mạng và gần 2.800 người bị thương, chủ yếu ở mặt và tay, trong đó khoảng 200 người bị thương nặng. Bộ Ngoại giao Ấn Độ vừa lên tiếng phản đối bình luận của lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, về cách đối xử với người Hồi giáo tại quốc gia Nam Á này. Quan hệ Ấn Độ-Iran trở nên căng thẳng sau khi lãnh tụ tối cao Iran phát ngôn về cách đối xử người Hồi giáo ở Ấn Độ. Trước đó, hôm 16 tháng 9, trong một bài đăng trên mạng xã hội, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã viết, "Chúng ta không thể coi mình là người Hồi giáo nếu chúng ta không biết đến nỗi đau khổ mà một người Hồi giáo đang phải chịu đựng ở dải Gaza, Myanmar, Ấn Độ hoặc bất kỳ nơi nào khác." Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã bày tỏ lấy làm tiếc về bình luận mà họ gọi là sai lệch và không thể chấp nhận được của lãnh tụ tối cao Iran. Bộ này tuyên bố các quốc gia bình luận về các nhóm người thiểu số cần nhìn lại chính mình trước khi nhận xét về một quốc gia khác. Theo mạng thời tiết Trung Quốc weather.com, trong 10 ngày tới trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 1 tháng 10, một hoặc hai cơn bão dự kiến sẽ hình thành ở Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương, trong đó một cơn bão có khả năng ảnh hưởng đến khu vực ven biển phía đông nam nước này. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi tuần Trung Quốc sẽ phải hứng chịu một cơn bão. Trong khi tác động của bão Bebinca vẫn chưa kết thúc, theo dự báo mới nhất vừa đưa ra vào sáng 18 tháng 9 của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc NMC, bão Bulasan sẽ di chuyển vào khu vực phía đông biển Hoa Đông trong tối nay và đổ bộ vào bờ biển Chiết Giang từ chiều đến tối mai 19 tháng 9 ở cấp bão nhiệt đới hoặc bão nhiệt đới mạnh. Do ảnh hưởng của bão, một số khu vực ở tỉnh Chiết Giang, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải và Sơn Đông sẽ có mưa vừa đến mưa to từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9. Cũng theo cơ quan này, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, di chuyển nhanh về phía Tây và mạnh dần lên, hôm nay đảo Hải Nam sẽ có mưa to đến rất to. Được biết, bão Bulasan có hướng di chuyển tương tự như bão Bebinca, nhưng do tác động của khối không khí lạnh nên việc dự báo sẽ trở nên phức tạp hơn. Bản tin toàn cảnh quốc tế ngày hôm nay xin phép được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.